Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục biên phòng toàn dân kỳ này, xin kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi những kết quả nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong tăng cường quản lý phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới huyện Quang Sơn. Tiếp đến là phản ánh kết quả tham gia tuyên truyền chuẩn bị bầu cử tại địa bàn đồn biên phòng Yên Khương. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa các đồng chí và các bạn, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, trong đó một số quốc gia có nguy cơ mất kiểm soát. Nhiều người Việt Nam sinh sống, lao động tại các quốc gia có dịch đang tìm mọi cách trở về nước để tránh dịch. Trước tình hình trên, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang siết chặt quản lý người ra vào khu vực biên giới, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tại cửa khẩu quốc tế Nam Mèo thuộc địa phận xã Nam Mèo, huyện Quang Sơn, mỗi ngày có từ 1 đến 3 công dân từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam. Tất cả những người nhập cảnh qua cửa khẩu được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế, sau đó sẽ được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Hiện khu cách ly tập trung phòng khám đa khoa khu vực Nam Mèo đang tiếp nhận cách ly 32 công dân Việt Nam trở về từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bên cạnh việc kiểm soát chặt công tác nhập cảnh qua cửa khẩu, lực lượng biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, siết chặt quản lý người ra vào khu vực biên giới, quyết tâm không để lọt người nhập cảnh vào địa bàn mà không được kiểm soát. Mới đây, vào lúc 20:30 ngày 8 tháng 5 năm 2021, trạm kiểm soát liên hợp số 7 phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực Mốc 342 thuộc đồn biên phòng Tam Thanh, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam là Nguyễn Doãn Tiến, sinh năm 1968, nơi ở hiện nay, khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa; Bùi Văn Sửu, sinh năm 1985, nơi ở hiện nay, Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Đội biên phòng Tam Thanh đã hoàn chỉnh các thủ tục và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Quang Sơn đưa về khu vực cách ly theo quy định. Hiện nay thì đơn vị đã tăng cường quân số và thực hiện nhiệm vụ là tuần tra kiểm soát 24/24 ở tất cả các cái điểm chốt. Mục đích là kiểm soát cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và cái hoạt động qua lại biên giới, phối hợp với các cái lực lượng phía đối diện, lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của bạn và lực lượng công an cửa khẩu quốc tế Nậm Xôi là thường xuyên tuần tra kiểm soát và trao đổi tình hình bằng hình thức là trao đổi qua điện thoại. Hiện nay số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng tại nhiều nước láng giềng với Việt Nam như Lào, Campuchia, Thái Lan. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa có trên 200 km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với nhiều đường mòn và hàng trăm lối mở dân sinh. Để kiểm soát tình hình, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang duy trì hoạt động 38 chốt trạm với 231 cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra còn có 9 trạm kiểm soát liên hợp với 64 cán bộ chiến sĩ tham gia. Đồng thời, để tăng cường cho nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã điều động tăng cường cho Bộ đội Biên phòng 76 đồng chí cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, quản lý bảo vệ biên giới phía Tây của tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chúng tôi ấy, là đã chỉ đạo các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới làm tốt cái công tác quản lý bảo vệ biên giới, đặc biệt là đối với tuyến biên giới Việt Lào, nêu cao ý thức trách nhiệm 24/24 là phải thường trực đảm bảo quân số trực, không để cho các cái đối tượng lợi dụng sơ hở để mà nhập cảnh trái phép. Cùng với việc siết chặt kiểm soát người ra vào các khu vực biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh đã tuyên truyền giải thích vận động nhân dân cộng tác với cơ quan chức năng để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập lây lan trong cộng đồng. Kính thưa các đồng chí và các bạn, cùng với đồng bào các dân tộc anh em trong tỉnh, đến thời điểm này, nhân dân các dân tộc ở xã Yên Khương, huyện Lang Chánh đã và đang được các cấp ngành, lực lượng bộ đội biên phòng tích cực tuyên truyền, triển khai, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra an toàn, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân. Yên Khương là xã biên giới có nhiều thôn bản vùng sâu vùng xa, đường xá đi lại hết sức khó khăn. Để những thông tin cơ bản nhất liên quan đến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được nhân dân đón nhận chính xác và hiệu quả, mặt khác để nhân dân trên địa bàn xã biên giới Yên Khương nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị cơ quan chức năng địa phương trong việc xây dựng triển khai các phương án kế hoạch bảo vệ biên giới, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử
tạo khí thế trong toàn đơn vị tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, đảm bảo, phục vụ, bảo vệ an toàn bầu cử, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân khu vực biên giới. Hiện nay chúng tôi đã triển khai cho 9 tổ phụ trách ở các 9 điểm bầu cử của xã Yên Khương. Ở mỗi tổ đấy đều có cán bộ biên phòng và lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền, từ tuyên truyền về trực quan, tuyên truyền về lưu động để làm sao cho người dân nắm bắt được những cái chủ trương về cái quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện cái quyền bầu cử của công dân. Đồng thời lồng ghép vào việc tuyên truyền về phòng chống COVID-19 để đảm bảo trong địa bàn Yên Khương này khi chúng ta tổ chức cái bầu cử thì đảm bảo với cả mặt về phòng chống dịch bệnh cũng như an toàn trong cái tuyệt đối trong bầu cử, không để xảy ra những cái điểm nóng cũng như các tình huống mà có thể xảy ra khi mà bầu cử diễn ra. Từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị đã triển khai đội vận động quần chúng xuống từng thôn bản, tổ chức được 10 buổi tuyên truyền về bầu cử cho trên 800 lượt người dân tham gia lắng nghe. Tuyên truyền lưu động 12 lượt với thời lượng hơn 40 giờ. Đặc biệt, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ vận động quần chúng am hiểu địa bàn, có kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng, có khả năng nói tiếng dân tộc, chủ động xuống cơ sở thực hiện 3 bám, 4 cùng để tuyên truyền. Trên cơ sở những tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền bầu cử, đơn vị đã tiến hành biên soạn lại cho dễ hiểu, dễ nhớ, ngôn ngữ gần gũi với người dân địa phương, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, của bản, đồng thời duy trì sử dụng xe máy tuyên truyền lưu động về công tác bầu cử ở khắp các bản làng. Đội vận động quần chúng cũng đã xây dựng cái kế hoạch, xác định cái nội dung tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về cái bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thông qua cái hoạt động tuyên truyền, đội vận động quần chúng cũng đã lồng ghép tuyên truyền về cái phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, bà con nhân dân xác định rõ được cái quyền lợi và trách nhiệm trong tham gia bầu cử. Qua cái công tác tuyên truyền ấy, thì bà con nhân dân cũng đã nâng cao được cái ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, trên địa bàn đơn vị phụ trách đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, treo băng rôn áp phích tại các trục đường chính, đường liên bản và nhà văn hóa các bản. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử cơ bản đảm bảo theo yêu cầu, đơn vị cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung quản lý ra soát danh sách cử tri, nhất là những người đi làm ăn xa, chỉ đạo các bản tích cực tuyên truyền tới từng hộ gia đình, đảm bảo tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất. Với sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Yên Khương đã và đang được triển khai với nhiều hình thức, kịp thời và rộng khắp, đảm bảo đúng quy định, qua đó góp phần động viên nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong thời gian tới, xã Yên Khương cũng định hướng ra kế hoạch chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng liên quan, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện tốt cái thực hiện 5K theo Bộ Y tế đã đề ra về phòng chống COVID cũng như bầu cử tại các tổ đơn vị tại thôn bản, thì thực hiện phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy, đồng chí cán bộ chiến sĩ biên phòng phối hợp cùng xuống các tổ vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh việc triển khai các tổ bám nắm địa bàn tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử, đồn biên phòng Yên Khương đang duy trì 6 tổ chốt, 3 chốt cố định, 3 chốt lưu động với 36 cán bộ chiến sĩ. Trong đó có 8 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường cho đơn vị để làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới, lây lan vào địa bàn. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, đơn vị đã phân công các đồng chí trong ban chỉ huy phụ trách và trực tiếp có mặt tại các tổ chốt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh triển khai tập huấn các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường đợt này còn được chỉ huy đơn vị thông tin giới thiệu về đường biên mốc giới, khảo sát các đường mòn lối mở có nguy cơ cao hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời động viên những đồng chí mới nhận nhiệm vụ khắc phục khó khăn về thời tiết, nơi ngủ nghỉ sinh hoạt, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi nội dung chuyên mục Biên phòng toàn dân. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục sau.